Ngọc xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Đây là cái thau mà năm vừa rồi Ngọc quay video Ngọc giới thiệu với cây sâm đất đó. Và cái đây là cái thau, Ngọc sẽ bỏ cái link vào cái video đó nếu như các cô chú anh chị em nào muốn xem lại cái video đó. Nhưng mà đại khái là cái đây là cái thau sâm đất Ngọc trồng. Nhưng mà Ngọc sẽ không Ngọc tại vì for cái mục để cho cái mục đích mà thu hoạch cũ đó. Cho nên thành ra Ngọc không có cắt lá ăn mà Ngọc để y như vậy cho nó phát triển. Thì để coi thử là cái củ nó có bự hơn không. Thì có mấy video trước Ngọc đã chia sẻ mấy cái củ sâm mà những cái chỗ mà Ngọc cắt lá, cắt đồ ăn đó. Thì cái củ nó dài nhưng mà nó ốm. Nhưng mà hôm nay Ngọc thu hoạch, thật sự cũng chưa muốn thu hoạch nữa, muốn để thêm năm nữa như coi làm sao. Nhưng mà rồi khi mà giật lên một củ thấy nó lớn quá, thành ra Ngọc ham cho nên Ngọc thu hoạch luôn. Và vì vậy mà Ngọc muốn quay cái video này để Ngọc chia sẻ đến với các cô chú anh chị em mình. Nếu như ai mà thực sự muốn trồng cái này để lấy củ đó thì vẫn có thể làm. Thì đây là thấy cái củ nó bự không? Trong cái video trước khi mà Ngọc chia sẻ mấy củ nó dài đó nhưng mà nó ốm. Nhưng mà cái thau này là cái thau mà Ngọc để nguyên lá, không có cắt lá ăn gì hết trơn, cứ để nguyên như vậy cho nó phát triển thôi. Đó, và tới mùa đông thì nó trụi lá xuống. Thực ra Ngọc nên thu hoạch nó khoảng tháng 12 á, tức là khi mà cái lá bắt đầu vào mùa đông đó, thì Ngọc nên thu hoạch nó. Thì lấy cái củ lên á, thì Ngọc nghĩ rằng nó ít bị cái chuyện mà bị thối á. Tại vì qua mùa đông rồi nó đông đá, đông đồ, rồi thêm với nước mưa, nước đồ nó ủ ở trong này mà nó không phát triển. Thành ra có một số củ nó bị giống như nó bị mục vậy đó. Nhưng mà đây là những củ không mục này, thấy nó mập dễ sợ không? Đó. Và cái củ này nữa, cái gốc này cũng rất là bự. Ở dưới này thấy nè, rất là bự. Đó. Thành ra Ngọc thấy, Ngọc muốn thấy ham, thành ra Ngọc kêu thôi Ngọc thu hoạch luôn rồi Ngọc trồng lại. Nó sẽ tự động lên, tại vì dưới này nó có rất là hột, nó rớt củi cây năm mấy cây năm vừa rồi nguyên cả một cái thau đầy luôn đó. Ngọc quay cái video năm vừa rồi đó, rất là ham đó. Thì mấy củ này rất là bự, thành ra nếu như mà mình thu hoạch đó thì nên thu hoạch bắt đầu mà trước mùa, tức là vô mùa đông đó thì nên thu hoạch liền thì có thể là giữ. Tại vì như mấy củ này nó cũng bự này, nhưng mà một số cái phần ở dưới của nó bị giống như nó bị mục á đó. Nó bị hư đó, nó bị thối đó, là do Ngọc để đây rồi qua mùa đông nó đông đá đông đồ, với lại thêm trời mưa trời đồ nó ủ nước ở đó đó. Thành ra cái phần thay vì nó dài xuống thì cái phần dưới này nó bị mục. Còn mấy củ này là được cái không mục. Giờ Ngọc sắp sửa kéo lên một củ nữa đây mà Ngọc thấy nó rất là nặng. Thành ra Ngọc biết cái củ này nó cũng rất là bự, cho nên thành ra Ngọc quay video để khoe luôn, để cho thấy các cô chú anh chị em mình thấy cho vui. Để Ngọc giật lên nó cứng nhắc luôn. Ôi da. Thì Ngọc nghĩ củ này cũng rất là bự. Ôi cha ơi, nó đứt luôn rồi. Wow. Ôi da. Đây, cái gốc rất là bự. Wow, cái củ bự ghê luôn. Wow, cái này nó mặt bự ghê luôn ha. Đó, thấy cái thân bự không? Củ này cũng rất là bự. Thì đây là chứng tỏ cho thấy rằng nếu như mà mình muốn lấy củ, cái củ bự ghê chưa? Nếu như mình muốn lấy củ, đó, mấy củ này bự ghê luôn. Là nếu như mà mình thực sự mà muốn lấy củ đó, tại vì cái này đây rất là dễ trồng, thành ra mình có thể hái lá mình ăn ở những chỗ khác, tại vì nó mọc đầy luôn á. Nhưng mà cái chỗ nào mà mình thực sự muốn lấy củ thì mình nên trồng và không nên cắt lá ăn. Thì giữ nó thì cái củ nó sẽ bự nếu như mình muốn thu hoạch củ. Đó. Wow. Thích thiệt. Bự ghê luôn, để gặp coi thì có chỗ nào nữa đây không. Ở đây để coi. Ô đây. Định để kêu coi thì năm nãy có lên lại không, với lại là cho cái củ nó bự hơn nữa không. Nhưng mà cuối cùng làm mới thấy thích quá, thành ra cái thôi giật lên luôn đó. Như cái này là cái thân củ ngay chính giữa thì nó bự thấy không, nhưng mà tại vì Ngọc để cái thành ra nó bị mục, mấy cái chỗ này nó bị hư, nó bị thối á, cái thành ra nó ngắn bớt, nhưng mà cái thân chính của nó vẫn bự nè. Rồi đây,
Cái này cũng hơi bự lắm đó nha, hay sao mà cứng nhắc ở dưới này. Thì Ngọc sẽ link lại cái video mà nói về cái với lại cái thau này dung đất là nhiều, thành ra Ngọc thấy là đất rất là tốt. Ngọc sẽ link cái video mà nói về cái quay cái video mà nói về cái video Ngọc giới thiệu năm vừa rồi đó, về cây sâm đất và những cái tác dụng tốt của nó đó, cái lợi ích sức khỏe của nó đó, cho các cô chú anh chị em mình thấy cho vui, cho cô xem lại nó như ai chưa có xem video đó. Nhưng mà đây là Ngọc chia sẻ. Wow, trùng quá trời luôn, cha bự dữ ta. Wow, chị thấy không, củ bự chưa? Ôi má ơi. Mà cái này là Ngọc mới trồng có một năm thôi đó nha, mọc trồng có năm thôi đó chứ không có phải là lâu đó. Oh wow, bự thiệt. Oh surprise. Oh wow, bự thiệt, tưởng mấy củ này bự rồi, tới đây củ này cũng bự hơn nữa. À, để Ngọc coi tìm tiếp. Cái thau này là năm vừa rồi là hoàn toàn không cắt. Wow, ok, thôi lâu lên hết luôn đi cho ra. Thấy cái thân ở giữa cũ không? Đó, cũng bự lắm. Đó, cái góc vào cái phần nè, nguyên một ụ bự. Wow, đã thiệt đó. Đáng lẽ là định là để cho năm sau nữa coi sao, nhưng mà làm cỏ cho nó cứ giật lên thử một cái thấy ủa sao nó lớn quá, cái thành ra cái thôi để làm đi luôn. Coi trên bên kia thử thử có mấy cái góc nào thử coi sao. Qua thử bên kia thử. Qua cái góc này cũng lớn lắm mà nha. Wow. Ô má ơi, chi nè, cụ bự chưa? Đó. Ôi cha. Thiệt tình. Ôi cha ơi, cái rễ của cái này. Đây. Cái phần. Ôi dạ. Ê, phá hệ thống nước rồi. Đây, cái củ này là bự nhất hồi nãy giờ. Cái thân, cái một nhánh nhỏ nhỏ của nó vẫn đứt ra nè. Bự dễ sợ chưa? Wow, không ngờ bự thiệt, thích thật đó. Thì cái này chắc là bị mục rồi. Đây, xã Ngọc làm cái hệ thống nước tưới tự động cho nên thành ra để mà đỡ khỏi tưới mất thời gian tưới. Ôi cha. Ây da, mấy củ này bự quá, thích thiệt. Ây da, à, chắc phải lấy củ quạo nó lên. Vậy là trong một năm là nó cũng rất là bự rồi chứ con đâu cần phải lâu đâu, dài đâu. Ôi cha, cái củ này nó bự, ôi cha ơi. Ây da. Cái rễ nhỏ nhỏ nó đâm nó ăn ra. Củ này cũng bự bằng cái củ hồi nãy á cha. Muốn cố gắng lấy lên để cho nó không có đứt, để coi thử nó cỡ nào. À, đây.
Vậy là củ này là bự nhất hồi nãy giờ nè. Ngọc không ngờ là nó bự dữ vậy. Cứ nghĩ chắc cũng ở đây còn gốc đây nữa. Thôi bứ nó lên hết luôn cho rồi. Cái này đó, cũng tương đối chứ không có bự lắm. Nhưng củ đó là bự nhất rồi đấy. Thì bị mục chút ở dưới. Thau này đắt tốt chứ thăm trùng quá trời luôn. Qua thì còn đau không? Thấy trùng quá chừng chừng luôn các cô chú ơi. Quả dở sao. Đúng là để qua mùa đông có là nó đọng nước. U cha ơi. Wow. Đó. Xăm. Quá trời luôn ha. Bự ghê luôn. Vậy là các cô chú anh chị em mình là thấy tận mắt rồi ha. Tức là Ngọc thử nghiệm đó và cuối cùng cũng thành công. Tức là không có thôi đây, còn đây gốc nữa, mấy gốc nữa. Ui cha. Cái này chắc nó bự lắm, cái cây này ngay ở giữa cái thau chắc cũng bự lắm. Ui cha. Chắc phải bước vô mới giật nó lên nổi rồi. Oh wow. Đây bự chưa. Quá bự quá bự. Ôi cha ơi. Đó. Bự dễ sợ chưa. Ô má. Đau lưng quá. Vậy là các cô chú anh chị em mình tận mắt ha. Thấy Ngọc thu hoạch ha. Củ sâm đó. Wow bự chưa. Bự dễ sợ chưa. Chắc cái này phải rửa sạch xong rồi. Rồi sắt mỏng ra rồi phơi khô. Rồi để nấu nước. Ồ có thể là bỏ vô trong ngâm rượu chát rượu đồ. Từ từ uống cũng được ha. Để xem. Thấy không. Vậy cũng đáng ha. Trồng mới có một năm thôi mà thu hoạch. Bự dữ không. Rất là nhiều củ. Wow. Hồi đâu thấy củ này tưởng đâu nó bự ghê rồi. Té ra giờ giật lên mấy củ này còn bự hơn nữa. Gốc này còn bự hơn nữa. Ui cha ơi. Vậy là đất Ngọc làm quá tốt. Ngọc tự làm phân làm đồ quá tốt rồi. Tốt quá. Đó. Thôi Ngọc dừng cái video ở đây nha. Đã các cô chú trẻ vui. Xem cho vui. Nhưng mà nếu như ai muốn trồng
thì là làm giống như Ngọc vậy là rất là tốt. Thực sự cái thau này đó, cái thau này là cái thau mà để mà đổ nước vô cho mấy trẻ em đồ chơi mùa hè nước đó, giống như là thau gọi là hồ nhân tạo đó, chứ cũng không có sâu lắm. Ngọc đổ cái cát, cái thau này Ngọc trồng, và cát thực sự Ngọc đổ đâu cũng cỡ gang tay thôi chứ không có nhiều lắm đâu, tại vì cỡ hai cái bề cao của cái này là trên gang cho mấy khoảng 1.5 thôi, mà cỡ 2/3, thành ra khoảng cỡ gang tay thôi. Mà thấy là ghê không, chứ cũng không cần đất sâu lắm mà được củ bự dễ sợ chưa đó. Các cô chú anh chị em nhìn thấy ham không, quá tốt ha. Wow, củ nào của nấy bự, quá là bự. Thôi Ngọc xin dừng cái video ở đây, cảm ơn các cô chú anh chị em đã theo dõi.